Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh youtube của đồng hồ Quang Lâm Và ngày hôm nay bên em sẽ tiếp tục trên tay với các bác khoảng 10 đến 15 mẫu đồng hồ của thị trường Nhật nội địa Và hầu hết những mẫu đồng hồ ngày hôm nay của bên em là hàng đã qua sử dụng rồi Và có một hai chiếc là hàng trưng bày và hàng mới Để yêu thích mẫu đồng hồ nào và muốn sở hữu chiếc đó thì các bác có thể nhớ cái mã số trên thể tác của từng chiếc Và truy cập trực tiếp vào website đồng hồ Lâm.com để đặt hàng Đây là cách nhanh nhất để đặt sản phẩm hoặc là các bác có thể liên hệ trực tiếp đến bên em theo các cái đầu số là 1900 3468 hoặc là số 0915 559 883 hoặc số 0834 69 6699. và chiếc đầu tiên của ngày hôm nay là một chiếc Seco SARV 004 SARV 004 các bác nhé phiên bản mi vàng và các bác sẽ có được một quyển sổ hướng dẫn sử dụng cho các dòng máy từ 4R35 đến 4R39. Ở đây chúng ta sẽ có một quyển sổ bảo hành quốc tế nữa. Trên này sẽ được bảo hành quốc tế 1 năm. Và sau thời gian bảo hành quốc tế thì đồng hồ Quang Lâm sẽ tiếp tục bảo hành cho các bác thêm 1 năm nữa. Tổng bảo hành của cửa hàng là 2 năm các bác nhé. Trong đó bao gồm 1 năm bảo hành quốc tế. chiếc này rất đẹp và cũng có khá là nhiều các bác thích chiếc này lâu lâu nó mới lại về được một chiếc các bạn SARV004 là mã tham khảo của chiếc này và giá bán lẻ đề xuất là 29.700 yên khoảng 30.000 khoảng 6 triệu các bạn nhé cho một chiếc hàng mới mà em săn được một chiếc giá về tay các bác là 5 triệu 150.000 hàng còn mới nguyên sao mặt đường kính chúng ta có là size 42mm dày 12,1 và lắc tu lắc ở đây nó được là 51,5 phù hợp với các bác mà có cổ tay tầm từ 16 trở lên các bác đeo chiếc này sẽ rất đẹp mặt đeo có màu trắng sữa và bộ vân chải tia săn bớt kèm với đó là 12 bộ cọc số đính nổi và bộ kim hình lưỡi kiếm viền kim cọc thì được mạng PVD màu vàng trên thân kim và ở thân cọc số thì nó sẽ có một chút dạ quang để cho các bác có thể dễ dàng quan sát giờ vào ban đêm như thế này thì nó sẽ có dạ quang đầy đủ trên thân kim và ở trên thân cọc số các bác nhé thoải mái để các bác sử dụng đó logo của Seiko ở 12 giờ 3 giờ các bác sẽ có lịch ngày lịch thứ và phiên bản nhật tối địa thì nó sẽ có lịch ngày à, lịch thứ bằng tiếng Nhật và nếu như các bác không thích tiếng Nhật thì các bác có thể chuyển sang tiếng Anh để sử dụng. Dưới 6 giờ các bác sẽ có dòng chữ Made in Japan kèm tên bộ máy là Caliber 4R36. Và trên cái vành Antorin bên trong thì có chia các cái số phút rất là đều, cọc vạch. Và có đánh số từ 5 đến 60 để các bác có thể dễ dàng nhận diện được số phút. Kính được trang bị trên chiếc này là kính Hartlick Crystal, kính khoáng cứng chống xước của Seiko và kính phẳng các bác nhé viền benzen thì được mạ PVD màu vàng. núi trinh giờ ở bên hông góc 3 giờ, có khía cạnh và không có logo. Mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số cơ bản của chiếc này. Phiên bản Nhật nội địa Made in Japan. Đó. Và chống nước là 13 tương đương với 100 m nước thì các bác có thể đi bơi thoải mái. Hoàn toàn là bằng thép không dị này, sử dụng caliber 4R36 Seiko Made in Japan đây. Với bộ máy 4R36 ở đây thì các bác sẽ có được 24 chân kính, 21.600 tần số dao động và giờ tích góp tối đa là 45 tiếng. Với độ sai số cơ bản là cộng 45 giây đến trừ 35 giây mỗi ngày trong điều kiện tiêu chuẩn và có có tay và có giật kim dây. Phiên bản nhật nội địa Made in Japan và SRV004 là mã của chiếc này. Đi kèm với chiếc đồng hồ này các bác sẽ có được một bộ khung vỏ là bằng thép không dị với dây thép đúc đặc và có hoàn thiện phay xước với 3 chỉ và hai chỉ hoàn thiện bóng được đề mi vàng rất đẹp khóa là khóa gập các bạn nhé khóa gập một bên và có chốt em sẽ lên trên tay 17 cho các bác Đó. hàng mới chống nước 100m và ba kim hai lịch sử dụng bộ máy 4R36 có cót tay có dương kim dây chiếc này đề mi rất đẹp đề mi vàng các bác nhé dành cho các bác mà có cổ tay tầm từ 16 trở lên size 42 mm với chiếc đồng hồ này thì hiện tại bên em đang có một mức giá rất tốt để các bác chơi tại thời điểm này là 5 triệu 150 nghìn và mã của chiếc này là 4611 các bác nhé 4611 5 triệu 150 nghìn bên em có một chiếc thôi